Xin chào mọi người, cuối cùng thì mình cũng đã trở lại với kênh này. Tuần qua là một cái tuần cực kỳ gọi là hành mình vật vã, nên là mình cố gắng đấu tranh lắm mình mới có thể làm lại được clip đều đặn. Hôm nay mình sẽ review về cuốn sách tranh ảnh về họa sĩ Claude Monet. Nguyên do vì sao thì mình biết cái cuốn sách này là bởi vì mình từng đọc qua một quyển sách truyện trinh thám, thể loại trinh thám có tên là Hoa Súng Đen. Cuốn này rất là hay, mình sẽ review ở một lần khác. Nó nói về những cái vụ án nó xoay quanh về những cái kiểu tranh ảnh họa sĩ, thì cái họa sĩ Claude Monet này là cái người được nhắc đến nhiều nhất, là mình cảm thấy tò mò. Từ tò mò thích thú, mình tham gia một cái group ở trên Facebook là group mê tranh. Mình sẽ giới thiệu các bạn ở bên dưới phần mô tả. Tại cái group này thì mình học hỏi được rất là nhiều điều hay ho. Trong đó mình sẽ giới thiệu sơ qua về các trường phái nghệ thuật mà mình biết được nhờ đọc qua cái group đó, nhờ anh Matthew Mai, anh đã tổng hợp lại. Thì khi mà mình thích họa sĩ này, mình cảm giác là mình muốn tìm hiểu hứng thú về hội họa từ khi mà đọc xong một cuốn sách khác không liên quan hội họa á. Đấy, thế là mình muốn mua sách để mình đọc thử. Thì mình mua cuốn sách này trên Tiki. Hồi đó mình mua giảm giá khuyến mãi đâu tầm cũng còn một nửa. Là sách biệt giá gốc là tầm 300, mình mua được tầm 150. Suối kẹo em mình tặng mình hồi Noel năm 2020, nhưng mà bây giờ mới đọc. Mình sẽ nói trước luôn là mình thực sự chỉ là một dân ngoại đạo, không phải là một dân chuyên về hội họa. Mình tìm hiểu và sàng lọc thông tin như một người đọc bình thường, nhưng mà mình sẽ chia sẻ cho các bạn những gì mà mình biết trong tầm hiểu của mình. Nếu các bạn biết cái gì thêm hay ho hơn thì các bạn cũng giới thiệu thêm cho mình nhá. Mình sẽ giới thiệu sơ qua về cái trường phái hội họa của Claude Monet đã theo đuổi. Thì có nhiều trường phái nghệ thuật hội họa, mình sẽ đọc cho các bạn ra từ cái group mê tranh của mình. Trường phái ấn tượng là một trào lưu nghệ thuật bắt đầu tại Paris vào cuối thế kỷ 19. Trường phái ấn tượng đánh dấu một bước tiến quan trọng của hội họa, khởi đầu từ bức tranh Ấn tượng mặt trời mọc của Claude Monet. Những bức tranh thuộc trường phái ấn tượng được vẽ bằng những nét cọ có thể nhìn thấy được, sự pha trộn không hạn chế giữa các màu sắc với nhau, nhấn mạnh đến sự thay đổi và chất lượng của độ sáng trong tranh. Tranh thường được vẽ ngoài trời, vẽ rất nhanh với mục đích ghi lại một cách chính xác và tổng quan của khung cảnh, thể hiện một cái nhìn mới, nhanh, không định kiến, khác với các trường phái hiện thực và tự nhiên. Ở đây mình có lấy ví dụ một vài bức tranh của các họa sĩ nổi tiếng thuộc phong trào trường phái ấn tượng. Một trường phái tiếp theo mà mình muốn giới thiệu với các bạn đó là trường phái hậu ấn tượng. Trường phái hậu ấn tượng là một bước ngoặt trong hội họa. Trường phái này rũ bỏ những quan niệm từng tồn tại rất lâu ở châu Âu. Các nghệ sĩ theo trường phái hậu ấn tượng từ chối rập khuôn theo chủ nghĩa ấn tượng trước đó, và từng người sẽ tìm cách làm nổi bật cá tính của riêng mình, có thái độ biểu hiện của chủ nghĩa trong các hình họa, màu sắc và cách giải quyết đề tài riêng. Trường phái tiếp theo là trường phái biểu hiện, là một trào lưu nghệ thuật xuất hiện và phát triển ở châu Âu vào những năm cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, có đặc điểm là nhấn mạnh thậm sưng trong sự thể hiện cảm tính, xúc cảm của chủ thể, thường là cảm xúc của con người hoặc một nhóm người. Những cảm xúc này thường được gây ra bởi một sự kiện đặc biệt nào đó, cũng có thể là do sự giao lưu của những xu hướng hội họa khác nhau. Đây là trường phái dã thú, một cuộc nổi loạn về màu sắc, chúng không lệ thuộc vào đề tài, vào thiên nhiên và sử dụng màu sắc rất mạnh mẽ, dùng màu nguyên chất để tạo nên sự tương phản, vứt bỏ những khối vườn, bỏ diễn tả sáng tối, sử dụng những nét đậm và dứt khoát trong tranh. Với họ, bức tranh phải thể hiện được cá tính mạnh mẽ, biểu hiện được những tư tưởng, tình cảm và rung động chủ quan của tác giả. Với trường phái siêu thực, họ phô bày những tác phẩm nghệ thuật bằng tranh và bằng chữ viết. Họ nhấn mạnh đến sức mạnh của trí tuệ khi tạo ra những tác phẩm có ý nghĩa. Với trường phái hội họa này, những chủ thể rất bình dị được đặt trong một phông màn hoặc là bí ẩn hoặc hùng vĩ để khiến cho bức tranh mang một sức sống, ý nghĩa mới, như tồn tại trong mơ cùng những sự vật hiện thực trong trạng thái không thực. Trường phái trừu tượng là trào lưu hội họa của đầu thế kỷ 20. Nghệ thuật trừu tượng không thể hiện đối tượng một cách hiện thực nhất như mắt nhìn thấy, mà chỉ biểu thị những ý nghĩ, cảm xúc của nghệ sĩ về một vài nét nào đó của đối tượng. Ở đây có sự kết hợp giao thoa với các trường phái khác, ví dụ như lập thể, dã thú hay hình khối. Hiện nay, tranh của trường phái trừu tượng được ứng dụng nhiều trong lĩnh vực thiết kế và thời trang. Như mình đã giới thiệu nói sơ qua từ nãy đến giờ thì mọi người có hình dung được Claude Monet sẽ thuộc trường phái nghệ thuật nào không? Ông là người đã khai sinh ra trường phái nghệ thuật ấn tượng. Nói là ông tổ thì cũng đúng, bởi vì nguyên cơ là vào năm 1874, ông đã gửi một bức tranh có tên là Ấn tượng mặt trời mọc vào một salon triển lãm tranh ở Paris. Nhưng mà tại thời điểm đó thì có một nhà phê bình mỹ thuật, người ta đã chê cái bức tranh của ông này rất là gắt gao. Ông nói là bức tranh này nhìn như là một bức phác thảo nguệch ngoạc còn thua cả của một đứa bé, nhưng mà nhìn vào thì công nhận rất là ấn tượng. Nói cái từ mỉa mai đó, nhưng mà lại chính từ cái từ đấy nó đã khai sinh ra một trường phái mới.
với Claude Monet, ông đam mê muốn vẽ lại những không cảnh hay là những tranh thiên nhiên phong cảnh về vùng nông thôn miền quê của nước Pháp. Nên ra ông đã thực hiện gọi là biện pháp vẽ những chuỗi tranh. Vẽ những chuỗi tranh nghĩa là sao? Tại thời điểm đó nó cũng chưa có được gọi là thịnh hành. Vẽ chuỗi tranh là ví dụ cùng một cảnh vật đấy, nhưng mà ông sẽ vẽ nhiều lần tại nhiều thời điểm khác nhau, có thể là trong ngày hoặc trong mùa, để mục đích là muốn lột tả và nắm bắt được sự thay đổi về ánh sáng của từng ngày, từng mùa trong năm. Thì ông Claude Monet, ông vẽ nhiều chùm tranh nổi tiếng, đặc biệt nhất vẫn là chùm tranh hoa súng đen. Người ta bảo là ông đã dành 30 năm để ngồi trong khu vườn của mình và vẽ ra những chùm tranh đấy, đặc biệt là chùm tranh hoa súng. Ở trong cuốn sách này thì nó có trích 45 tác phẩm nổi tiếng nhất của Claude Monet. Trong đấy mình có thấy là về chùm tranh, về nhà thờ Rouen thì khá là hay. Tí nữa mình sẽ cho các bạn xem qua thử về cả bức tranh mà ấn tượng mặt trời mọc, bức tranh mà đã làm nên tên tuổi, tiếng tăm cho cái mở đầu khai sinh ra cái ngành nghệ thuật ấn tượng. Cuốn sách nó sẽ như thế này nha, một khổ khá là lớn. Có cả bìa lót. Đây là lời đề bạt em mình đã tặng cho mình. Mình đã xúi ghẹ em nó mua cho mình. Đây, chất giấy láng mịn. Mịn lắm. Dày nữa. Chắc là giấy chuyên để in sách tranh ảnh á. Mục lục rõ ràng. 45 bức tranh. Những trang đầu là về tiểu sử của ông ấy, kiểu ông lớn lên ở đâu, rồi những bước đầu khởi nghiệp như thế nào, những khó khăn ông gặp trong quá trình làm họa sĩ, kiểu thế. Tóm tắt ngắn gọn. Đây là cái phần mà mình nói mọi người là cái ông phê bình, ông tên là Leroy, mình quên ấy. Ông đã nói về bức tranh của Monet, ấn tượng mặt trời mọc nè, xấu nhiều hơn là đẹp, nhưng không xâm phạm đến các chuẩn tắc nghệ thuật. Ấn tượng mặt trời mọc, tôi tự nhủ tôi ấn tượng với bức tranh này, xong từ đó ra được cái tên trường phái nghệ thuật ấn tượng luôn. Vậy thì bây giờ mình sẽ đến phần chính là review sơ một vài bức tranh và cảm nhận riêng của mình. Đây là khu vườn ao súng của Monet, nơi mà ông đã vẽ ra một chuỗi rất là nhiều tranh về khu vườn ao súng ở Giverny. Cuối cùng cũng có tổng kết hợp lại các mốc thời gian của ông. Bước đầu tiên mình chọn để giới thiệu với các bạn là bức những cô gái trong vườn. Các bạn nhìn kỹ nhá. Đầu tiên là những cái nét vẽ này. Mình cảm giác như là đây là cái những bức vẽ đầu tiên của ông á, thì những nét vẽ vẫn còn rõ. Nghĩa là nhìn vẫn còn thấy rõ được các đường nét đúng không? Thì ở đây là được vẽ vào năm 1866, tranh sơn dầu trên vải. Bức này bức lớn á, cũng phải 2 mét. Thì như mọi người thấy, ở đây người ta phân tích là những cái cô gái này ngồi nè, tác giả đã có thể khắc họa được cái độ sáng trên vệt váy. Ánh sáng là cái khó nắm bắt mà ông phát lại được, với cách mà người này người kia nhìn đến chỗ khác nhìn vẫn có vẻ bí ẩn. Cô gái này thì nhìn đi, cô này thì được che bởi bông hoa, hay là cô này thì che bởi cái bóng râm của ô dù, nhìn lơ hơ xuống đây không thèm quan tâm đến họa sĩ. Cô gái này vào là tại điểm nhấn cho bức tranh, nhìn không bị nhàm chán, nhìn sinh động hơn hẳn đấy ba cô gái ở góc bên này đó, kiểu vậy. Phân tích kỹ hơn thì ở bên này, đây là bức tranh ấn tượng mặt trời mọc đã được đưa ở triển lãm năm 1874. Đây các bạn nhìn nha, bắt đầu các đường nét nó khác so với cái bức tranh đầu tiên, bức bữa trưa đúng không, nó bắt đầu đứt đoạn này, nhìn thấy rõ các đường nét hơn. Vậy thì tại sao bức tranh này là ấn tượng? Bởi vì người ta nói là chỉ với một nỗi bận tâm duy nhất là đang cố gắng bắt lấy ánh sáng mơ hồ tạo nên vô số hình ảnh phản chiếu của vùng nước và cảng biển. Tức là người ta không thể rõ ràng hình dung được với cái nét vẽ này nữa. Người ta không biết được đâu là nước, đâu là trời. Ánh sáng thì mơ hồ của buổi sương sớm. Ban đầu thì bức tranh này được đặt tên là Biển, Marine, nhưng về sau lại được đổi tên là Ấn tượng mặt trời mọc. Ví dụ như bức tranh này là bức tranh đường sắt nè. Đó, thì mới đầu nhìn qua thì thấy nó bình thường, nhưng nếu nhìn kỹ nha, từng cái vệt nước này vẽ như vậy rất là khó. Từ cắt phối màu để cùng là một màu ánh sáng hài hòa, tức là khi mà bạn nhìn vào á, nó không có bị cháy sáng ở một nơi quá sáng hay một nơi quá tối, nhìn vào thì nó vẫn hài hòa. Nhưng mà tác giả đã biết cách làm sao để vẽ được phản chiếu ánh sáng trên từng chất liệu, ví dụ như nước này
màu sắc ánh sáng ở nước thì khác, mà phản chiếu lên cây cầu thì khác. Hay bầu trời cũng là màu xanh nhưng mà lại diễn tả được màu xanh của khói tàu và màu xanh của mây trời nó khác. Cỏ cũng vậy, các đường nét nhìn có vẻ lộn xộn, nhưng ra này cắt phối màu về thực sự là khó tỉ mỉ luôn á. Nhìn bức cuối cùng mà mình muốn giới thiệu với mọi người là bức chuỗi tranh của nhà thờ Rouen này mà mình nói nè. Đây, ví dụ nha, ở đây các bạn thấy cùng là một nhà thờ, nhưng mà qua bức khác ống vẽ lại là một buổi khác. Đây, buổi sáng nè. Buổi sáng thì ở đây có gì đặc biệt? Người ta bảo là với những đường nét mà thẳng song song này nè, ông đã khắc họa được những vân sáng nổi bật ra trên chính cái họa tiết cấu trúc nghệ thuật của cái nhà thờ kiểu thế. Ông phản ánh được ánh sáng, pha màu tuyệt diệu. Ông người ta phân tích đấy. Như mình đã nói qua từ nãy đến giờ thì mọi người có cảm nhận được cái sức đẹp hay là sự thu hút của nghệ thuật chưa? Mọi người có thấy là cuốn sách là một cuốn sách đáng mua không? Với mình thì 150.000 cho một cuốn sách được tập hợp, tổng hợp kỹ thông tin, chọn lọc, có tiểu sử của Claude Monet, rồi kiểu từng bức tranh một là phân tích như là phân tích văn học, và có thời gian sáng tác và hoàn cảnh sáng tác như vậy thì nó khá là hay, cũng đáng tiền để trưng lên trên kệ trên tủ, vừa là để đa dạng hóa cái tủ sách của mình mà vừa là nhìn trưng lên nhìn nó cũng rất là đẹp. Ưu điểm là nội dung được chuẩn bị kỹ càng, sắt giấy được, giấy in là giấy loại tốt, là giấy cứng, giấy in loại tốt, bóng láng, có thể giữ màu tốt nhiều. Còn nhược điểm đối với mình là, cái này cũng không phải là nhược điểm với người khác mà với mình thôi, là khổ sắt nó quá to. Nó to như vậy thì mình cảm thấy là nó hơi bất tiện trong cái việc cầm đi di chuyển hay là cầm đọc á, nó nặng, hơi nặng tay một chút xíu. Nhưng mà với sách tranh thì bắt buộc là phải như vậy, nó yêu cầu là như thế. Còn hỏi về việc mà mình có muốn mua một lần nữa cho một quyển sách cho một họa sĩ khác nữa không thì mình nghĩ là không. Không phải là bởi vì nó dở mà bởi vì phải thử nhiều cái thì mới biết. Mình thử xong qua cái kiểu về nghệ thuật này thì mình thấy là mình cũng không cảm được nhiều lắm. Mình cũng không thích nghệ thuật nhiều như mình từng tưởng trước đây. Kiểu đọc qua để biết, để hiểu thêm thì được. Còn nếu bỏ tiền đầu tư lâu dài hay là sưu tập thì mình thấy nó hơi phí với mình, nó hơi quá sức với mình. Mình sẽ để tiền đấy để mình mua những cuốn sách khác mà mình thích hơn, kiểu thế. Vậy thì nếu các bạn đã coi xong clip này mà thấy nó hay thì hãy like, share và subscribe vào kênh của mình nhá. Còn nếu các bạn có muốn trao đổi thêm gì với mình thì hãy comment ở bên dưới, chúng ta sẽ giao lưu nhiều hơn. Bye bye và hẹn các bạn vào lần tới.